Có một số người vì mưu cầu cá nhân mà sẵn sàng mang đến cho người khác sự đau khổ tột cùng. Còn gì đau khổ hơn khi cứ nghĩ hạnh phúc trong tầm tay, nhưng phút chốc mới biết hạnh phúc đó thì ra chỉ là một vở kịch được viết sẵn. Cô gái kia sao cứ lấp ló vậy nhỉ? Chết rồi, chết rồi. Cô có làm sao không? Mày bị mù à? Đi đứng cái kiểu gì vậy? Khôn hồn thì đưa tiền bồi thường đấy. Chị bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì từ từ rồi nói. Có gì mà phải từ từ? Nó đâm gãy tay tôi đến nơi rồi đây này. Chính mắt tôi nhìn thấy chị nấp ở kia, thấy người ta đi tới rồi chị cố tình lao ra. Còn ranh này, mày nói linh tinh cái gì vậy? Muốn chết à? Tôi không có nói linh tinh. Camera bên kia cũng ghi hết lại rồi. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Đúng là đồ lừa đảo. Anh có sao không? Cảm ơn em. May mà có em, không thì anh bị lừa rồi. À đây, anh có chút để cảm ơn. Anh đừng làm như vậy, không có gì đâu. Đó là việc của em nên làm mà. Vậy em xin phép đi trước. Con nhà quê kia, mày chán sống rồi hay sao mà thích xen vào chuyện của người khác? Chị định làm gì? Đừng lại đây. Để tao xem, có ai cứu mày không? Không. Lại là cô. Tôi báo cảnh sát bây giờ. Các anh cảnh sát, cô ta ở bên này này. Anh bị thương rồi. Nhà em ở gần đây, để em băng bó cho anh nha. Vậy cảm ơn em. À, anh cố chịu một chút, sắp xong rồi. Mà công nhận em khéo tay thật đấy. Em trai của em là bác sĩ, nên em cũng biết chút sơ cứu cơ bản. Thảo nào. Anh ngồi nghỉ một lát đi. Em. Anh làm gì vậy? Anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp mặt. Em có thể làm bạn gái anh không? Em tay anh bị thương thế này, có lái xe được không? Em đừng có lo, anh về đây. Chị Trang, em về khi nào vậy? Ai vậy chị? Đẹp trai ra phết. Cái thằng này, bạn thôi mà. Chị mà yêu ai, chị phải để em duyệt trước đấy nhé. Biết rồi. À, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng. Ngày mai em phải lên vùng cao tình nguyện, chắc phải mất một thời gian đây. Chị đừng có nhớ em mà khóc nha. Sao gấp vậy? Em đi với ai? Rồi ăn uống như nào? Em tự lo được mà, có phải trẻ con đâu. Lại còn không trẻ con. Thôi, mau vào nhà đi. Nhớ thường xuyên gọi cho chị. Em biết rồi, em đi đây. Alo. Trang, sao giọng em buồn thế? Em trai em nó vừa đi tình nguyện trên vùng cao mà em không yên tâm. Đừng lo, bây giờ anh qua đón em đi đâu đó nhé. Giới thiệu với em, đây là nhà của anh. Em ngồi đi, anh lên lấy đồ rồi mình đi. Nhà anh rộng thật đấy. Có gì đâu, ngồi đợi anh một chút nhé. Em uống nước đi. Em xin. Cảm ơn anh. Anh đã tìm thấy đồ chưa? Mình đi thôi. Trang, em sao vậy? Trang ơi. Chuẩn bị hết chưa? Yên tâm đi. Đây là đâu? Anh, chuyện này là sao? Tại sao anh lại... Trang, anh xin lỗi, vì anh quá yêu em nên mới. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. 6 tháng sau. Hay mình về bên nhà đi, em về đây anh không yên tâm. Hôm nay em trai của em về, em chưa nói với nó chuyện của chúng ta. Cả chuyện này nữa, em sợ thằng bé nó sốc mất. Chị Trang, em về rồi. Tuấn. Em vợ. Thằng khốn nạn, mày, ai cho mày dám? Tuấn, dừng lại, chị tránh ra đi. Chị Trang. Không phải chị cố tình giấu em đâu. Em vợ yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị của em mà. Tôi tạm tin anh. Nếu anh để chị tôi khóc thì coi chừng. 3 tháng sau. Sao lòng thế? Bác sĩ, tình hình sao rồi?
Còn tôi đâu? Anh phải hết sức bình tĩnh. Tôi rất tiếc, cháu bé bị ngạt nên đã mất từ trong bụng mẹ rồi. Anh đùa tôi đúng không? Không thể như vậy được. Trả con lại cho tôi. Mong anh hãy bớt đau buồn. Anh Trường, anh đừng trách bác sĩ. Là tại em không tốt nên mới không giữ được con. Là cô, chính cô hại chết con tôi. Anh làm cái gì vậy? Chị ấy là bệnh nhân đấy. Chị có sao không? Anh, đứa nhỏ đâu? Mất hết tất cả rồi. Còn đàn bà này nó hại chết con chúng ta rồi. Anh đang nói cái gì thế hả anh Trường? Mày, bọn tao mất 9 tháng để đợi ngày hôm nay, còn mày thì làm gì? Có một đứa bé mày giữ cũng không được. Chuyện này là sao? Tại sao chị ta lại ở đây? Để anh nói chuyện với cô ta. Cô tưởng tôi yêu cô thật đấy à? Chẳng qua cô chỉ là công cụ để giúp tôi sinh con mà thôi. Còn cô ấy mới là vợ của tôi. Anh không thể như thế được. Cô đã hết giá trị rồi, mình đi thôi anh. Xin dừng bước. Anh chị đã bị bắt, mời theo tôi về đồn. Cái gì? Bắt chúng tôi á? Chúng tôi có tội gì? Bằng chứng đâu? Các người muốn bằng chứng đúng không? Không ngờ là tôi đúng không? Mày là... Tôi chính là bác sĩ mà 10 tháng trước đã thông báo kết quả vô sinh cho hai người. Bác sĩ, kết quả thế nào rồi? Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chị nhà không có khả năng sinh được con nữa. Tội nghiệp. Tôi đã nghi ngờ và nói với chị, nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Chị Trang, có chuyện này em nghĩ là chị phải biết. Thật ra trước đây anh ta có đi cùng một người phụ nữ khác đến bệnh viện. Thật sao? Chị đừng buồn, có thể sau đó hai người họ đã chia tay rồi. Quan trọng nhất là chị phải khỏe mạnh để sinh cháu. Tôi thật không ngờ, đây đúng là kế hoạch của các người. Tiện đây tôi cũng cho hai người biết một sự thật. Cháu của tôi rất khỏe mạnh, nhưng tiếc là hai người không có cơ hội gặp lại nữa đâu. Trang, Trang ơi, em hãy tha thứ cho anh đi. Hãy để con chúng ta có bố. Anh nghĩ anh còn xứng đáng là bố à? Đi về đồn. Trang. Chị, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Chị đừng lo, chúng ta sẽ mang đến cho đứa nhỏ cuộc sống tốt nhất. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ